Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh xin bắn pháo hoa tại hai điểm, điểm bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm cầu vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức với 1.500 quả tầm cao, 30 dàn tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật. Điểm bắn pháo hoa tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 với 90 dàn tầm thấp và 30 dàn hỏa thuật. Thời gian bắn diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ cho đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chi phí thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Chương trình nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2024 và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của người dân thành phố cũng như các du khách.